Tổng thống Gabon bị lật đổ có thể rời khỏi đất nước. Với tình trạng sức khỏe của cựu Tổng thống Ali Bongo Ondimba, ông ấy có quyền tự do đi lại nếu muốn. Ông ấy có thể ra nước ngoài để kiểm tra y tế. Hãng tin AIA Novosti dẫn lời tướng Guema tuyên bố trên kênh truyền hình nhà nước. Phát ngôn viên Ủy ban chuyển đổi và phục hồi thể chế Gabon cũng khẳng định, với tình hình sức khỏe hiện nay, ông Ali Bongo có thể ra nước ngoài nếu muốn kiểm tra y tế. Trước đó, cựu Tổng thống Gabon từng bị đột quỵ nghiêm trọng vào tháng 10 năm 2018, khiến thể lực bị suy giảm, đặc biệt chân và cánh tay phải khó cử động. Hôm ngày 4 tháng 9, tướng Brice Oligui Nguema đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống chuyển tiếp ở Gabon. Tướng Nguema tuyên bố sẽ khôi phục chính quyền dân sự thông qua các cuộc bầu cử tự do, minh bạch và đáng tin cậy sau quá trình chuyển tiếp nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Ông cũng cho biết sẽ nỗ lực soạn thảo hiến pháp mới và đưa ra trưng cầu dân ý.